nhà máy lọc dầu lớn bậc nhất của Nga bị tập kích. Hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Volgograd của Nga sau một vụ tập kích máy bay không người lái UAV rạng sáng ngày 3 tháng 2. RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Tình huống Khẩn cấp Nga nói rằng hỏa hoạn đã lan ra một khu vực rộng khoảng 300 m² tại khu vực nhà máy lọc dầu Volgograd ở vùng Volgograd của Nga rạng sáng ngày 3 tháng 2. Trước khi hỏa hoạn bùng lên, người dân địa phương đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Thống đốc Volgograd Andrei Bocharov cho biết trên Telegram. Sau khi một UAV bị bắn rơi, hỏa hoạn đã bùng lên ở nhà máy lọc dầu Volgograd. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế ngọn lửa. Quan chức này nói thêm, vụ hỏa hoạn không gây ra thiệt hại về người. Lukoil, nhà sản xuất dầu và là đơn vị vận hành nhà máy, hiện chưa đưa ra bình luận. Volgograd là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, có khả năng lọc khoảng 14,8 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Thời gian gần đây, Nga và Ukraine có xu hướng gia tăng tập kích vào các hạ tầng năng lượng của nhau khi tình hình trên chiến trường rơi vào bế tắc. Tháng trước, một nhà máy lọc dầu khác của Lukoil cũng bị mất điện và hư hại sau khi bị tập kích UAV. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho hay, việc khắc phục hậu quả có thể mất ít nhất 1,5 tháng. Nga có kế hoạch mới ở Ukraine. Sau khi có tin tức về việc Washington sắp chuyển giao cho Ukraine rocket dẫn đường GLSDB tầm bắn khoảng 150 km và có thể khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS, Moscow đã ngay lập tức có động thái cực kỳ quyết liệt. Tờ Politico ngày 30 tháng 1 dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cùng hai nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc đã thử nghiệm thành công bom dẫn đường nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB và sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine mẫu rocket tầm xa này. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder đã từ chối bình luận về thời điểm chuyển giao GLSDB vì lý do an ninh, sau khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ukraine và các đối tác để đảm bảo cung cấp cho Kiev các khí tài cần thiết nhanh nhất có thể. GLSDB do hai tập đoàn Boeing của Mỹ và Saab của Thụy Điển hợp tác phát triển là sự kết hợp giữa rocket M-26 với bom đường kính nhỏ GBU-39 có thể khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt MLRS M-270 giống như dòng tên lửa AT-ACMS hoặc bắn từ hệ thống phóng riêng. Đạn GLSDB được dẫn đường bằng vệ tinh có thể chống chịu một số biện pháp chế áp điện tử và hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết. GLSDB có tầm bắn tối đa khoảng 150 km, nhờ đó có thể tập kích các mục tiêu nằm sâu trong phòng tuyến đối phương. Tuy loại rocket này không có tầm bắn xa bằng tên lửa hành trình Storm Shadow, SCALP, EG hay là ATACMS trong biên chế quân đội Ukraine, nó vẫn sẽ là sự bổ sung được cần thiết cho Kiev trong bối cảnh lực lượng này đang cạn dần vũ khí, đạn dược do viện trợ quân sự từ phương Tây sụt giảm. Trong khi đó, ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin ngay ngày hôm sau, ngày 31 tháng 1, đã yêu cầu mở rộng vùng phi quân sự ở Ukraine nhằm đảm bảo rằng Ukraine không thể tấn công các thành phố của Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow cần thiết lập một khu phi quân sự đủ lớn ở Ukraine để đảm bảo an toàn cho các vùng biên giới của Nga trước nguy cơ bị Ukraine tập kích tầm xa. Đường phi quân sự này phải nằm cách lãnh thổ của chúng ta đủ xa để đảm bảo an ninh cho các thành phố của Nga, ông Putin nói. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần thiết bảo vệ vùng biên giới Nga khỏi vũ khí tầm xa mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Theo Tổng thống Putin, lực lượng Nga trên tiền tuyến đang đẩy quân đội Ukraine càng xa biên giới Nga để đảm bảo an ninh quốc gia. Đây là nhiệm vụ quan trọng đối với quân đội của chúng ta, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Ông Putin cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Moscow đề cập đến mục tiêu lập vùng phi quân sự ở Ukraine hồi tháng 6 năm ngoái. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng bất cứ vùng phi quân sự nào do Nga lập ra ở Ukraine nên kéo dài đến sát biên giới Ba Lan. Xét đến việc đối thủ của chúng ta quyết định cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, vùng phi quân sự này nên đi qua khu vực Lvov để có thể đóng vai trò phòng thủ, ông Medvedev viết trên Telegram. Lvov là thành phố lớn ở miền Tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra cách đây gần 2 năm. Vùng biên giới của Nga liên tục bị tập kích bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái UAV. Nghiêm trọng nhất là vụ tập kích bằng đạn chùm hôm 30 tháng 12 vừa qua nhằm vào thành phố Belgorod, khiến cho 25 người không qua khỏi, hơn 100 người bị thương. Vì vậy, các chuyên gia Điện Kremlin bắt buộc phải lập ra vùng đệm với Ukraine để nhằm đảm bảo an toàn cho lãnh thổ Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời phỏng vấn hãng thông tấn nhà nước Nga TASS rằng quy mô của vùng phi quân sự ở Ukraine sẽ phụ thuộc vào phạm vi tấn công của vũ khí của Ukraine. Mục tiêu lập ra vùng đệm này là nhằm bảo đảm những vũ khí của Kiev sẽ không tấn công được vào lãnh thổ của Nga. Ông Peskov cũng cho rằng Moscow cần đẩy lùi cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine để đảm bảo an ninh cho các khu vực của Nga. Các cuộc pháo kích ném bom vào cơ sở hạ tầng của dân thường, nhà dân sự của Nga được thực hiện từ lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát. Khi chính quyền Kiev có được những vũ khí phức tạp hơn và tầm xa hơn, cơ sở hạ tầng quân sự nên được dỡ bỏ khỏi khu phi quân sự. Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái, bao gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson. Ukraine cũng bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự và tài sản quân sự ở các khu vực khác của Nga. Nga cũng cáo buộc Ukraine tấn công vào khu vực biên giới. Theo Igor Grotchenko, nhà phân tích quân sự và là tổng biên tập tạp chí National Defenders, về mặt hình thức, khu phi quân sự vẫn là lãnh thổ của Ukraine, nhưng lực lượng vũ trang Nga sẽ hiện diện ở đó, hoặc các cuộc tấn công sẽ được thực hiện để không có cơ sở hạ tầng quân sự nào của Ukraine hiện diện ở đó. Mục tiêu và nhiệm vụ chính liên quan đến khu phi quân sự là ngăn chặn các cuộc pháo kích vào các thành phố, thị trấn của Nga và đảm bảo an toàn cho dân thường. Đây chính là ý nghĩa của khu vực này. Chuyên gia Grotchenko cho biết, điều quan trọng đối với chúng tôi khi lập vùng phi quân sự là đảm bảo lợi ích quốc gia, đảm bảo rằng các thành phố, thị trấn và công dân Nga không bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công. Theo chuyên gia này, giải pháp tốt nhất là tạo ra khu phi quân sự dọc sông Dnipro. Và trước khi thiết lập khu phi quân sự, Nga nên giải quyết một số nhiệm vụ chính. Ông Grotchenko cho rằng đó sẽ là khu vực không có bất kỳ đơn vị nào của quân đội Ukraine, cũng như bất kỳ phương tiện tấn công nào có khả năng tấn công lãnh thổ Nga. Nhiệm vụ đầu tiên là đẩy lùi thành công cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine mà họ đã bắt đầu. Nhiệm vụ thứ hai là giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ mà Ukraine đang kiểm soát một phần. Chuyên gia Grotchenko nói, đề cập đến các vùng lãnh thổ Nga đã tuyên bố sáp nhập ở Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine cũng chưa từng đưa ra ý tưởng về một khu vực phi quân sự. Tuy nhiên, nó trái ngược với Nga. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cuối tháng 5 năm ngoái cho biết, một kế hoạch hòa bình được coi là có thể chấp nhận được với Kiev, không chỉ khôi phục chủ quyền lãnh thổ mà còn bao gồm thỏa thuận lập một khu phi quân sự kéo dài 100 đến 200 km giữa biên giới Ukraine và Nga. Để đảm bảo an ninh thực sự cho cư dân của các vùng Kharkov, Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk, bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị pháo kích, cần phải thiết lập một khu phi quân sự 100 đến 120 km trên lãnh thổ Belgorod, Ryan, Kursk, Rostov của Nga. Khu vực này ban đầu có thể do lực lượng quốc tế giám sát, ông Podolyak nêu rõ. Ukraine nhiều lần tuyên bố bất cứ kế hoạch hòa giải nào phải bao gồm việc khôi phục toàn bộ chủ quyền, lãnh thổ cho Ukraine theo đường biên giới được quốc tế công nhận vào năm 1991. Chính vì vậy, mâu thuẫn giữa hai bên vẫn không được giải quyết. Moscow cho rằng Ukraine không nhìn nhận đúng thực tế, đồng thời Nga không thấy triển vọng chấm dứt xung đột khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra luật cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Vladimir Putin. Do vậy, Moscow không còn lựa chọn ngoài việc biện pháp quân sự. Về phía phương Tây, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại Josep Borrell cũng từng đánh giá Nga sẽ không đàm phán cho đến khi đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự. Ông Borrell bình luận, rõ ràng người Nga đang muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Cho đến khi đó, họ sẽ không chấp nhận đàm phán. Ông viện dẫn lại việc Moscow nhiều lần tuyên bố sẽ không dừng chiến dịch quân sự đến chừng nào đạt được các mục tiêu đề ra. Tôi e rằng từ giờ đến mùa hè thì xung đột vẫn sẽ tiếp diễn. Nga đã triển khai 300.000 binh sĩ ở Ukraine, gấp đôi khi bắt đầu mở chiến dịch quân sự. Do vậy, ông cảnh báo nếu phương Tây ngừng hỗ trợ, Ukraine có thể phòng vệ và mọi việc đang thực sự diễn ra như vậy. Những đợt viện trợ mới vẫn chưa thấy đâu, trong khi Ukraine lại gia tăng sử dụng các vũ khí tầm xa. Điều này có thể dẫn tới việc Nga củng cố quyết tâm hủy diệt chính quyền Kiev một lần và mãi mãi. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ và đồng minh đã gửi cho Ukraine số đạn dược, tên lửa và xe tăng trị giá gần 100 tỷ đô la. Nhưng sau gần 2 năm, dòng chảy viện trợ đã bắt đầu suy giảm nghiêm trọng, ngay cả trong trường hợp tốt nhất là ý chí chính trị của phương Tây không lay chuyển.
đến một lúc nào đó, Mỹ và các đồng minh cũng sẽ lực bất tòng tâm vì chính kho vũ khí dự trữ của họ đang cạn kiệt. Ở chiều ngược lại, nguồn que sản xuất của Nga tiếp tục tăng trưởng rất nhanh chóng. Ngay cả tình báo Anh cũng thừa nhận Nga mỗi tháng xuất xưởng khoảng 100 xe tăng chủ lực. Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 29 tháng 1 cho biết, lực lượng Nga tại Ukraine đã mất tối đa 365 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực tính từ tháng 10 năm 2023, đồng nghĩa với hơn 100 chiếc xe mỗi tháng. Tuy nhiên, sản lượng xe tăng hàng tháng hiện nay của Nga dường như là đủ bù đắp tổn thất trên chiến trường. Nga một tháng hiện có thể sản xuất ít nhất là 100 xe tăng chiến đấu chủ lực, đủ khả năng bù đắp thiệt hại và tiếp tục duy trì nhịp độ tiến công trong thời gian tới. Báo cáo nhận định, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, trong năm nay, lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được nhiều tên lửa đất đối không dẫn đường vượt dự định ban đầu. Thông báo này được ông Sergei Shoigu đưa ra sau chuyến thăm các cơ sở sản xuất công nghiệp quân sự, bao gồm nhiều khu vực sản xuất tên lửa hành trình Kali và tên lửa đạn đạo Iskander ở thành phố Yekaterinburg. Chúng tôi đã có chuyến tham quan thực tế tất cả các cơ sở sản xuất. Quá trình trao đổi với các kỹ sư trưởng, chúng tôi nắm bắt được tình hình rất nhiều thiết bị mới đã sẵn sàng. Đây là yếu tố giúp khối lượng sản xuất tăng lên đáng kể, quan chức này chia sẻ. Ông Sergei Shoigu cũng kỳ vọng sản lượng có thể tăng gấp đôi con số dự kiến ban đầu và đạt được mục tiêu trong năm nay. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, tiến trình hiện đại hóa năng lực sản xuất công nghiệp quân sự quốc gia sẽ thúc đẩy năng lực sản xuất thiết bị phục vụ cho nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ kế hoạch sản xuất tên lửa hành trình Kali năm nay đã hoàn thành được 17%. Và với sự chênh lệch như vậy, cái kết cho Ukraine chắc chắn sẽ được dự đoán từ trước.